Nếu các bạn muốn mua cho mình một em mang cao đẹp hoặc mua các dịch vụ FC, BB uy tín, chất lượng với giá cả phải chăng, hãy liên hệ ngay với anh Trần Hoàng Việt. Số điện thoại liên lạc và link Facebook mình để ngay ở phần mô tả bên dưới video nhé. Xin chào các anh em đã đến với KD Channel review cầu thủ FIFA Online 4. Và trong video này sẽ là Kylian Mbappe mùa giải 20 UCL với mức thẻ cộng 5 và chỉ số tổng hiện tại là 105. Mbappe vẫn luôn là một con hàng chạy nhanh thuộc dạng top ở trong game và lần này cũng không ngoại lệ. Tốc độ và khả năng tăng tốc của anh vẫn cực nhanh. Chắc chắn Mbappe sẽ rất thích hợp cho các anh em đam mê thể loại đua xe bắn súng. Và nếu sở hữu trong đội hình những tiền vệ có khả năng chuyền bóng tốt, kết hợp với AI di chuyển thông minh của Mbappe sẽ khiến anh càng thêm lợi hại. Về khả năng tranh chấp, nếu so với mùa giải 21 Totti ở mức thẻ cộng 1 thì chỉ số về tranh chấp bị giảm đi kha khá. Cụ thể là chỉ số sức mạnh 94 và thăng bằng 102. Dẫu vậy, do ở mức thẻ cộng 5 nên được bước thêm color bạc, thế nên sự chênh lệch theo mình là không đáng kể. Nhìn chung, khả năng che bóng của Mbappe vẫn rất tốt và tranh chấp tương đối ổn, nhưng không quá khỏe để bắt anh phải thi đấu theo kiểu thiên về dùng sức mạnh. Mbappe xoay sở, bẻ hướng rất nhanh và chỉ cần sử dụng một cách hợp lý, chắc hẳn các anh em sẽ khiến cho hậu vệ đối phương phải cảm thấy bối rối mỗi khi theo kèm anh. Và khi kết hợp với một tốc độ tốt thì tỷ lệ qua người thành công sẽ là khá cao, cũng như giúp anh có thể xoay sở tốt mỗi khi bị đối phương vây ráp quyết liệt. Về khả năng dứt điểm thì cũng có vài nét tương đồng khi so với mùa giải 21 Totti. Khi trong vòng cấm, Mbappe tỏ ra rất bén và sút tốt bằng cả hai chân, dù cho chân trái chỉ có 4 sao. Còn những tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm thì sát vòng 16-50 vẫn cho một tỷ lệ làm bàn tương đối cao. Cũng như khi dứt điểm, các anh em phải nắn nót và kéo lực lên cao đôi chút. Khả năng dứt điểm của Mbappe cũng khá đa dạng, anh sút D, DD hay ZD đều khá tốt. Tuy nhiên, mình cảm thấy khả năng ZD của anh thiếu độ bén cũng như độ chính xác một chút nếu so với mùa giải 21 Totti. Về khoảng chuyền bóng thì không có quá nhiều khác biệt khi so với mùa giải 21 Totti. Mbappe vẫn chơi ổn trong vai trò của một người luôn chuyển bóng mỗi khi đội bóng cần, cũng như anh sẵn sàng đáp lễ lại để cho các đồng đội có cơ hội lập công. Nếu sếp Mbappe thi đấu ở biên thì anh cũng thuộc dạng quấy phá hàng thủ đối phương bằng tốc độ và sự khéo léo của mình là chính. Còn khả năng tạt bóng của anh cũng không có quá nhiều điều đặc biệt. Tổng kết lại, Mbappe mùa giải 20 UCL với mức thẻ cộng 5, có tốc độ cực nhanh, xoay sở mượt mà và khéo léo, khả năng tranh chấp ổn nhưng chưa phải quá khỏe, chuyền bóng ổn, đánh đầu không hay, khả năng dứt điểm khá tốt bằng cả hai chân, nhưng ZD hơi thiếu ổn định nếu so với mùa giải 21 Totti. Đứng trên quan điểm cá nhân của mình, nếu nói về độ hiệu quả thì mình nhận thấy
Mbappé mùa giải 21 Totti sẽ nhỉnh hơn một chút. Dẫu vậy, mùa giải 20 UCL với mức thẻ cộng 5 này cũng có nhiều lợi thế khi mức lương chỉ có 21, giảm đến 3 lương khi so với mùa giải 21 Totti, cũng như phong độ của PSG nói chung và Mbappé nói riêng ở C1 vẫn đang khá tốt, thì khả năng cao chỉ số của Mbappé sẽ còn tăng thêm trong tương lai. Và đó là toàn bộ những cảm nhận của mình về Kylian Mbappé mùa giải 20 UCL với mức thẻ cộng 5. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video sau.